Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết: Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bài viết được đăng toàn văn trên báo Nhân dân, số ra thứ hai ngày mùng 2 tháng 9. Trân trọng gửi tới quý vị khán giả. Trong bài viết Chuyển đổi số, Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta nhận thức rõ ràng, trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định sự phát triển của quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất phải không ngừng được điều chỉnh để phù hợp với trình độ ngày càng cao của lực lượng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất không theo kịp sự phát triển của lực lượng sản xuất, nó sẽ trở thành lực cản kìm hãm sự phát triển tiến bộ của toàn bộ phương thức sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện để điều chỉnh quan hệ sản xuất, tạo động lực mới cho phát triển. Đó là cuộc cách mạng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tái cấu trúc quan hệ sản xuất phù hợp với sự tiến bộ vượt bậc của lực lượng sản xuất. Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế, xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, tiên tiến, hiện đại, phương thức sản xuất số. Trong đó, đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng. Đồng thời, quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự thay đổi trong quan hệ sản xuất sẽ tác động mạnh đến kiến trúc thượng tầng mở ra phương thức mới trong quản trị xã hội tạo ra những công cụ mới trong quản lý nhà nước làm thay đổi căn bản cách thức tương tác giữa nhà nước và công dân giữa các tầng lớp xã hội quá trình chuyển đổi số cần được thực hiện toàn diện đồng bộ có tính đến mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa phát huy sức mạnh của lực lượng sản xuất hiện đại vừa đảm bảo bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời đại mới. Muốn vậy, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và người dân phải nhận thức đầy đủ, thống nhất, có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đồng thời, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh hiện đại hóa, cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh an toàn là tất yếu khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đất nước ta đang đứng trước vận hội mới, vừa là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức trên con đường phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng với sự đồng lòng chung sức của toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công của cách mạng chuyển đổi số tạo ra bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước ta dân tộc ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới kỷ nguyên của tiên tiến văn minh hiện đại